Ông ơi, bà cháu bảo cháu có họ với ông, nhưng mà bà giải thích khó hiểu quá. Ông nói lại cho cháu được không ạ? À, bà ngoại của cháu là em ruột của ta. Cháu là cháu của ba thì đương nhiên cũng có họ hàng với ta rồi. Thế là họ gần hả ông? Cũng hơi gần. Ông ơi, công nhận cảnh làng ông đẹp thật đấy. Làng ta lại chẳng đẹp à? Nhưng mà cháu thấy làng ông nghèo ơi là nghèo. Chẳng có nhà cao cửa rộng, chẳng có cửa hàng đồ chơi xịn như ở chỗ cháu. Dân làng ông học dốt lắm phải không ông? Học dốt nên mới nghèo chứ. Cũng có lý. Làng này toàn nông dân, chân đất mắt toét. Đến chữ con không biết thì lấy đâu ra trí khôn mà làm giàu. À ông ơi, ông làm lý trưởng ở làng này được bao lâu rồi ạ? Cũng lâu lâu rồi đấy. Mà cháu hỏi làm gì? Vì cháu thấy ông làm lý trưởng kiểu gì, làm lâu rồi mà làng vẫn nghèo thế ạ? Bậy nào. Cháu không phải người làng thì làm sao biết được công sức ta đóng góp cho làng. Cái làng này, tổng này, phục tổ 70 đời mới có được một người lý trưởng như ta đấy. Tất cả mọi việc đế điều đường xá, tú bổ đinh chùa, cấy hái, chăn nuôi trông trọt thuế má cái làng này đều một tay ta lo liệu hết đấy. Tuy vẫn còn nghèo vì cái bọn dân đen ngu lâu rốt dai quá, nhưng tính ra vẫn còn giàu hơn gấp khối mấy làng bên. Ôi, ông mình giỏi thật. Hóa ra chính ông là người giúp cá cái làng này. Bảo sao bà cháu hay kể về ông lắm. Ta giỏi nên mới khổ đấy. Làm lý trưởng bao nhiêu năm trời mà có năm nào được thành thơi đâu. Dân chúng thì tốn thơ, tín tưởng, còn quan huyện đi nể ta một phép, nên nhất quyết bắt ta làm lý trưởng suốt đời đấy chứ. Ôi, cả quan huyện cũng nể ông cơ ạ? Xây, không chỉ quan huyện mà còn cả vua, cả tể tướng nữa chứ người tưởng à. Tìm đâu ra một người giỏi giang, đức cao vọng trọng như ta chứ. Ui, ông thật là oai. Cháu sẽ cố gắng học giỏi để được giống ông. Chứ ở nhà, cha toàn mắng cháu là đồ học dốt, ham ăn như lợn. Dạ, chúng con chào cụ Lý ạ. Các người đi đâu đấy? Dạ bẩm cụ, chúng con tranh thủ ra đồng, cuốc nốt thước ruộng để trồng ngô ạ. Thôi đi đi. Dạ, chào cụ Lý ạ. Mấy người kia, gặp cháu đích tôn lý trưởng mà không chào à? Vô lễ. Ông ơi, ông phạt họ đi ạ. Thôi, ta không phải người lạm quyền phạt bừa bãi. Với lại, cháu cũng không phải là cháu đích tôn của ta đâu nhé. Thế mà cháu tưởng... Tưởng tiếc gì thì về hỏi cha cháu nhé. Thôi, ta đi. Vâng ạ. Mẹ không thương con, mẹ không yêu con, bà ơi. Nào, đã trốn học lại còn kêu à? Khóc lóc cái gì? Thì con đã xin lỗi mẹ rồi mà. Tại mẹ bắt con học nhiều quá chứ. Bà ngoại ơi, mẹ đánh cháu. Ôi giời ơi, con mà cứ lười nhác thế này á thì mẹ buồn lắm. Mẹ buồn là mẹ sẽ ốm, tóc mẹ sẽ bạc, mau già. Lúc đấy mẹ không thể chăm sóc con được đâu. Ô cô dì ơi, thế chắc cô cũng làm mẹ cô buồn nhiều lắm nhỉ. Tóc mẹ cô cũng bạc trắng cả đầu kia kìa. Thằng cháu của ông nói quá chuẩn. Đúng là thông minh nhanh nhạy. Chúng con chào cụ Lý ạ. Này thằng bé kia, người nói cái gì thế hả? Hỗn hào với người lớn là không được đâu nhá. Cháu có quyền hỗn với cô đấy. Vì cháu là cháu của lý trưởng, người quyền cao chức trọng nhất làng này. Cái thằng này. Cháu trai của ta mà ngươi dám quát à? Mà ta thấy nó nói đúng đấy. Nhìn tóc mẹ ngươi bạc trắng kia kìa,
chắc ba cũng đau đầu với ngươi lắm. Ông nói quá chuẩn. Bé tí đã mất nết. Ôi dào, cái thằng bé này à, tính tình hống hách, y chang cụ Lý. Bà chấp làm gì? Ừ, đúng đấy. Cái hôm nó mới về làng, đã gây gổ với thằng tí nhà tôi. Nó đánh con tôi sưng mặt đấy. Ôi, cái thằng táo, chính nó ngáng chân tớ ngã hôm nọ kìa. Đúng rồi, chính nó đấy. Nó còn vừa cạnh khóe mẹ tớ nữa. Đúng là ông nào cháu nấy. Ông ơi, cháu đói. Đói mà bay mắm ra cháu có ăn đâu. Nhưng toàn món cũ, cháu chẳng thích. Cháu thích ăn gà hầm này, chân gà nướng này, dưa hấu nữa. Thế mới ngon. Thế để ta bảo thằng Hầu nấu cho cháu. Nhà mình không thiếu món gì cả. Không, cháu không thích ăn đồ nhà mình đâu. Ăn đồ nhà người khác mới thấy ngon chứ ông. Đã ngon, còn không mất tiền. Thằng bé này, ngươi đúng là cháu ta, rất biết tính toán. Cháu thông minh giống ông mà. Ông ơi, ông quyền cao chức trọng nhất cái làng này. Ông ra lệnh cho đám dân đen kia cống nạp đồ cho cháu đi. Thằng táo này tuy thông minh nhưng có hơi hống hách. Đúng là nòi nhà mình rồi. Được, ta có cách. Cháu cứ chờ xem, tí nữa nhà ta sẽ đầy đồ ăn ngon. Hoan hô ông, ông là nhất. Ôi cụ ơi, sao cụ đang khỏe mạnh mà đùng cái cụ lại ốm thế này? Con thương cụ lắm cụ ơi. Phu ông đấy à, ngồi chơi. Dạ, con nghe tin cụ ốm, con lo lắm. Con xin biếu cụ 2 củ nhân sâm quý này để cụ hầm ăn cho bổ ạ. Cụ ơi, cụ nhớ còn cái việc tác động với quan huyện đi thi huyện của thằng xoài nhà con nhớ. Ta xin. Dạ, con thay mặt ông con cảm ơn phú ông ạ. Ôi ông đúng là thần là thánh. Mới có một buổi sáng mà nhà mình đã đầy đồ ăn. Cháu phục ông sát đất. Ta mà lại, nghe tin ta ốm, kiểu gì dân làng chẳng qua cáp biếu xén. Chúng coi ta còn hơn cả vị nhân này chứ. Có mà người ta tranh thủ đút lót, nhờ vả cụ thì có. Chứ cả cái làng này, nào có ai yêu thương, lo lắng cho cụ đâu. Lại còn cả cái thằng táo nữa, nghĩ gian dối thế là ngầu lắm. Có ông như thế này thật là thích, mình khác gì vua ở cái làng hạ này chứ. Mít mà chạy gì mà nhanh thế? Mão nó đang bị quan huyện xử phạt kìa. Mau đi xem thôi. Không biết là phạm tội gì. Chú Mão bị phạt á? Đi, tớ với cậu đi xem nào. Chẳng biết bị đánh vì lỗi gì. Nghe đâu là nói xấu quan. Thế á? Thôi, đi về không thì lại liên lụy. Nào, để chúng cháu giúp chú. Ôi da, nát hết cả mông rồi. Sao chú lại bị quan huyện đánh thế ạ? Cũng tại vạ mồm cháu ạ. Hôm ấy bị thu tiền vứt rác. Chú thấy vô lý quá, vì các huyện khác có thu đâu. Chú nói với mấy người ngoài chợ là huyện ta vô lý, thu khoản tiền không có trong danh sách thu của triều đình. Thế là chẳng biết ai lại đi mách lẻo với quan huyện, khiến chú bị phạt vì tội nói xấu ông ấy. Đúng là lòng người chẳng biết thế nào được. Chắc họ lấy lòng quan huyện nên bán đứng chú Mão. Phải, chú cũng nghĩ như thế. Chú có nhớ kể cho những ai không? Để mình biết mà bảo mọi người tránh. Giờ chú chẳng nhớ được gì. Hôm ấy bức xúc quá nên chú nói. Cũng đông người. Muốn biết ai làm gián điệp thì cũng dễ thôi. Chú yên tâm, cháu sẽ cho kẻ gián điệp ấy một bài học. Các cháu cẩn thận đấy, không kẻo lại bị liên lụy, bị phạt đòn. Vâng ạ, chú cứ yên tâm về dưỡng thương nhé. Bọn mình đứng ở phủ, theo dõi xem kẻ nào vào mách quan là biết ngay mà. Ừ,
Có thế mà tớ không nghĩ ra, chúng mình vào thôi. Việc hôm nay ông làm tốt lắm. Dạ, cảm ơn quan đã khen ạ. Ông phải theo dõi gắt gao hơn, xem những kẻ nào nói xấu nữa thì báo quan để quan xử hết. Xem từ nay còn dám nói xấu quan nữa không. Dạ, quan cứ yên tâm giao việc này cho con ạ. Ông cứ làm tốt sẽ có thưởng. Vâng, con đội ơn quan ạ. Hóa ra người gián điệp là phú ông, thật đáng ghét. Chúng ta sẽ nghĩ cách cho ông ấy một trận, cho chừa cái tội mách lẻo bán bạn cầu vinh. Nhưng làm thế nào bây giờ? Ha ha, tớ đã có cách. Cách gì thế? Hay, hay, hay lắm. Như có đứa nào phá đám hay sao? Mà mấy hôm nay không bắt được đứa nào nói xấu quan. Thế này quan trách mình là chảnh mảng thì chết. Dạo này không có ai nói xấu quan huyện nữa nhỉ? Làm sao mà dám? Vì họ biết là mình có gián điệp, sao tự nhiên nói được? Phải gặp người chân tình, cùng nhìn về một hướng, cùng nói xấu quan huyện, để biết họ không phải là gián điệp thì mới dám nói chứ. Nó nói cũng đúng, mình phải nói xấu quan trước thì bọn người làng mới không đề phòng mình mà moi hết ruột gan họ ra chứ. Quan huyện là người quá tham lam, như tôi biếu ông ấy không biết bao nhiêu là quà. Từ sinh nhật ông ấy, sinh nhật vợ ông ấy, đến chúc thọ bố mẹ ông ấy, mà các ông biết không, toàn là quà quý quan mới vui và nhận thôi. Ông nói xấu quan như thế, không sợ quan đánh cho như chú Mão à? Tôi nói sự thật, có gì nói ấy, tôi sợ gì? Mà ở đây toàn anh em, ai nỡ đi mách quan chứ? Nghe nói làng mình có gián điệp đấy. Các ông các bà nói thế nào chứ? Tôi nói xấu quan suốt mà có ai mách lẻo đâu. Chắc là do chú Mão nói, quan hay lính quan nghe thấy thôi. Dạ bẩm quan kia, đằng trước họ đang nói về quan rất phấn khởi đấy ạ. Xem bọn chúng nói gì, khẽ khẽ thôi, kẻo chúng đề phòng. Tốt nhất là không nói xấu quan, không quan biết lại đánh đòn. Mọi người cứ giữ hết trong lòng, lâu ngày tức thành bệnh đấy. Cứ như tôi á, có gì xấu của quan tôi nói hết. Người mới béo tốt thế này chứ. Mà cái ông quan huyện này cũng lắm tật xấu, lại còn nhỏ nhen, đánh cả người góp ý cho mình. Tham ô thì rõ là tham ô rồi. Cái tiền vứt rác ấy, ở các huyện khác có thu đâu, riêng huyện ta lại thu, rõ ràng là vào túi quan tham hết. Con xấu quan này. Dạ, bẩm quan, con... Ta không ngờ, người nói xấu ta, bêu diếu ta nhiều nhất, lại chính là ngươi. Dạ, con chỉ là con mồi chuyện cho bọn chúng, không đề phòng mà nói xấu quan thôi ạ. Ngươi đừng có nói cái gì nữa hết, chính tai ta nghe thấy, chính mắt ta nhìn thấy, còn cãi à? Dạ, con... Lính đâu? Dẫn phú ông về, phạt 50 roi. Ôi, cứu! Chán sống à, mà dám chặn đường quan? Quan thượng thư ạ, người đến sao không báo ạ? Ta báo cho quan huyện thì làm sao nghe được những chuyện dân chúng vừa nói, mà làm sao biết được quan huyện lại có cách tìm người nói xấu quan để trị như thế này. Quan muốn để dân không nói xấu thì tốt nhất là đừng làm điều trái luật pháp, trái lòng dân. Dạ, thần biết tội ạ, thần sẽ sửa sai ạ, xin quan lớn tha cho. Đúng, biết tội thì phải sửa sai, nhưng cũng phải phạt. Người đâu, đưa quan huyện về phủ, ta đích thân điều tra những hành vi của ông ta. Ôi giời ơi! Ông ơi! Sao nào, mới sáng ra lại có chuyện gì? Hôm nay ta nói trước, không có đi săn, đi bắn, đi đâu hết, nghe chưa? Săn gì chứ ạ? Con ăn thịt thỏ ngấy lắm rồi, còn có rủ ông đi săn đâu mà ông cứ lo. Nhắc đến thịt thỏ là thấy không vui rồi, thế có chuyện gì? Mà hôm nay đã là ngày thứ tư rồi đấy, còn 3 ngày nữa là hết hạn giao kèo. Ngươi mà không làm ta nổi giận được á, là chuẩn bị nộp 5 đồng, nghe chưa? Mình nhất định phải chọc cho phú ông tức điên lên, phải khiến ông ấy thua to trong kèo cá cược này mới được. Mới có ngày thứ tư thôi mà ông, lo gì chứ?
mà con quan trọng gì chuyện ấy đâu. Con đang định báo cho ông một tin quan trọng đây. Tin gì thế? Con vừa tạt qua nhà thăm cha con, nghe cha con nói có người bà con năm nay thu hoạch nhiều bưởi quá mà không biết làm gì, nên đang định bán giá rẻ. Hai gánh bưởi mà có một đồng thôi, ông mua lại mang ra chợ bán lại gấp 3, gấp 4 lần đấy. Hả? Hai gánh bưởi mà giá có một đồng thôi à? Rẻ nhờ. Thế sao cha ngươi không mua mà lại giới thiệu cho ta? Cha con lại vừa dồn hết tiền mua gạo rồi, làm gì có tiền mà mua chứ. Con là con nghĩ đến ông nên mới về báo cho ông biết. Chứ ngoài kia thiếu gì người muốn mua. Ông không mua thì thôi, để con về bảo cha con nói người ta mang đi. Từ từ đã nào, ta đã nói là không mua đâu mà chạy vội thế. Thế là ông đồng ý mua ạ? Có một đồng tội gì không mua. Đi nào. Vậy ông ra ngã ba đầu làng để lấy bưởi nhá. Con chạy về nhà có chút việc rồi ra sau. Này, chứ không phải sang nhà ngươi à? Cái thằng chưa nói xong đã chạy, chắc lại tranh thủ đi chơi chứ gì. Thôi, mua được bưởi rẻ là tốt rồi. Hồng Xiêm ơi, Hồng Xiêm. Quái, sao chẳng thấy đứa nào nhỉ? Có mỗi hai cái bổ ở đây là sao? Con chào Phú ông ạ. Ngươi ở đây có thấy thằng nhóc Hồng Xiêm đâu không? Dạ, nó chạy đi đâu rồi ấy ạ? Chỉ dặn con là khi nào ông đến thì đưa cho ông mẩu giấy này thôi ạ. Giấy gì thế? Người bán bưởi có việc gấp phải đi, con cũng đi theo phụ người ta. Hai gánh bưởi để sẵn ở đó rồi, ông cứ gánh về rồi trả tiền sau cho con cũng được. Hai gánh to thế này, mình ta gánh về sao được? Mít mật. Nó vừa ở đây cơ mà, sao đã biến đi đâu mà nhanh thế? Thôi thì tự gánh về vậy, chứ để ở đây, đứa nào lấy mất thì phí. Bưởi gì mà nặng thế? Thôi, đồ rẻ mà lại được nhiều thế này, cố mà gánh vậy. Bưởi gì mà nặng khiếp thế này? Cuối cùng cũng về đến nhà rồi. Mệt chết đi được. Bưởi khí gì mà nặng thế không biết. Xem được bao nhiêu quả nào. Hả? Sao lại thế này? Bưởi cơ mà, sao lại toàn đá là đá thế chứ? Ngạc nhiên chưa? Sao lại là ngươi? Không con thì là ai ạ? Thế hóa ra nãy giờ ta gánh ngươi với cả đống đá kia về à? Vâng, chính xác là thế ạ. Ôi, cảm giác được ngồi trong bồ rồi được gánh về một đoạn đường dài, nó phải gọi là phê chữ E kéo dài luôn ông ạ. Phê à? Phê cái con khỉ. Có biết ta gánh về nặng thế nào không? Đau hết cả vai, cả tay rồi đây này. Thế bưởi của ta đâu? Con đùa ông thế thôi, chứ làm gì có bưởi nào ạ. Cái gì? Đùa? Đùa á? Ai bảo ông ham rẻ, ham lãi đòi mua cơ. Nhưng mà con lại sướng ạ. Ông không biết được cái cảm giác phê ấy, nó sướng như thế nào đâu. Người... Ông giận rồi đúng không ạ? Ông giận đến nỗi muốn đánh đòn con đúng không? Đâu, đâu có. Ông chỉ gãi đầu thôi, ông không giận. Con lừa ông như thế, bắt ông gánh nặng như thế mà ông không giận thật ạ? Không giận, lâu lâu thể dục nâng cao sức khỏe tí. Không sao, không sao. Ông không giận thật ạ? Đã bảo không là không rồi. Vậy con vào nhà nấu cơm đây. Hồng Xiêm, người cứ chờ đấy. Ta sẽ cố nhẫn nhịn chỉ 3 ngày nữa thôi. 3 ngày nữa, người sẽ biết tay ta. Phú ông đợt này có vẻ gan lì thật. 5 lần 7 lượt bị mình chơi khăm như thế, đã tức lắm rồi mà vẫn cố nhịn. Nói là không giận chứ, thời hạn 1 tuần thách đấu cũng sắp hết rồi. Lẽ nào mình thua sao? Không được, mình thua rồi chịu đòn thôi thì không sao. Đằng này lại mất thêm 5 đồng. Nhiều như thế, lấy tiền đâu mà trả cho phú ông chứ? Hồng Xiêm, Hồng Xiêm đâu rồi? Dạ, ông gọi con ạ. Ngươi làm gì mà ta gọi mãi không nghe thế? Con đang nấu cơm cho ông ăn đấy ạ. À thế à, hôm nay lại chăm chỉ gớm. Ta có việc cần nhờ ngươi đây. Việc gì thế ạ? Chẳng là ta vừa mua gánh hàng, người ta giao đến và để ở bờ sông ấy.
Ngặt nỗi, ta đang đau lưng quá. Người có thể ra gánh về giúp ta được không? Hả? Gánh hàng về á? Thôi con chịu thôi, con bé tí thế này gánh làm sao được? Không gánh được thì nhờ cha ngươi gánh cùng. Ta bất đắc dĩ mới phải nhờ ngươi. Chứ bình thường á, thằng nô ở đây, con muốn ta nhờ cũng không được nhá. Thôi, gánh đi, rồi lát về ông cho kẹo. Thôi được rồi, nể tình ông đang đau lưng nên con về bảo cha con ra giúp. Thế có phải ngoan không? Thế về gọi cha đi, rồi ra sông luôn nhá. Vâng, con về gọi cha rồi ra luôn ạ. Hôm trước, ngươi chơi ông một vố đau quá mà ông vẫn phải nhẫn nhịn. Cố chịu 2 ngày nữa thôi là ông thắng ngươi rồi. Nhưng trước khi thắng, ông cũng phải trả đũa người mới bỏ tức. Không biết phú ông định giở cho gì mà lại còn muốn lôi cả cha mình vào nữa. Không được đâu sói ạ. Ui da, hàng gì mà nặng thế này. Khéo nguyên một con lợn ở trong đó cũng nên. Nó dám ví mình với con lợn chứ. Láo thật. Nào, để cha giúp. Mình đoán không sai mà. Phú ông lại định chơi lại bài hôm trước với mình đây. Chắc chắn là phú ông đang trốn ở trong chiếc bồ này. Chờ cha con mình gánh về đây. Để xem đó là chiếc bồ nào nào. Ơ cha ơi, hình như con vừa nghe thấy tiếng gì như tiếng người kêu ấy. Cha có nghe thấy không? Cha không để ý. Chắc là con nghe nhầm thôi. Ừ, mình phải im lặng. Không nó phát hiện ra thì hỏng hết kế hoạch. Chắc chắn là phú ông ở bên trong rồi. Vậy thôi, cha con mình gánh về cho phú ông đi. Ừ, nhanh lên con kẻo muộn. Nặng thế này mới xứng cho cha con nhà ngươi gánh về chứ. Thôi cố mà gánh cha. Phú ông đã có lời nhờ, cha con mình phải giúp hết mình. Ừ, chịu khó con ạ. Sao tự nhiên cái bổ lại quay cuồng thế này? Nước ở đâu thế này? Hai cha con người muốn ta chết hay sao mà lăn ta xuống sông thế? Ôi giời ơi, sợ quá đi mất. Con tưởng bên trong là hàng chứ, ai ngờ lại là phú ông ạ. Hàng cái con khỉ, người biết là ta nên cố tình lăn ta xuống sông chứ gì. Làm ta uống no một bụng nước, suýt thì chết đuối đấy. Đúng là con biết ông ở trong đấy nên ném ông xuống nước đấy ạ. Chết làm sao được mà ông sợ chết khiếp thế. Đúng, chuyện nhỏ như con thỏ, có gì đâu mà ông làm ầm lên. Ông nhát gan thật. Chỉ là đùa thôi mà ông cũng sợ rồi. Nhỏ cái đầu cha con nhà người ấy. Mạng của ta mà các người dám coi là chuyện nhỏ à. Ta suýt chết mà nhỏ à. Tức chết đi được. Vậy là ông thừa nhận ông đang tức rồi nhá. Con thắng rồi. Hả? Cái gì? Thắng cái gì? Con đã làm ông tức giận rồi. Hạn 1 tuần vẫn chưa hết. Ông cho con xin 10 đồng ạ. Người đây, cầm lấy tiền rồi biến khỏi nhà ta đi. Từ giờ ta không thèm thách đố mấy cái trò vớ vẩn này với người nữa. Hy vọng là phú ông cạch đến già luôn, không dám dây với con nữa. Con cũng đừng dại dột mà dây với ông ta làm gì. Tại ông mới cứ thách con đấy chứ. Lần này thắng cũng nhờ cha giúp sức một phần đấy ạ. Cha cầm lấy tiền này trả nợ bớt đi ạ. Tiền của con mà. Con còn nhỏ, tiêu xài hết ạ. Cha cho con xin 2 hào ăn kẹo là được rồi. Ngoan lắm con trai. Trẻ gì mà nguội ngắt thế này. Thằng nô đâu rồi? Mình quên mất là thằng nô xin nghỉ mấy hôm về quê. Trẻ từ hôm qua, bảo sao nguội lạnh thế. Mà mẹ con thằng xoài cũng bảo sang bên ngoại chơi mấy ngày. Còn có một mình ở nhà, chán chết đi được. Ra ngoài cho khuây khỏa tí vậy. Đúng là vắng chủ nhà, gà ỉa ra phân. Sân toàn phân gà thế này, ai mà dọn được. Kính mời quan. Rồi ạ, ngươi cho ta ăn cái gì thế này ha? Ý phân gà mà quan. Bay đâu, hắn dám cho ta ăn phân gà, đánh 100 heo vào mông hắn cho ta. Lấy muối, tát vào chỗ vừa đánh cho biết chưa.
Thấy đống phân gà này mà mình lại tức anh ách. Ngày trước cũng chỉ vì nó mà mình bị quan huyện phạt cho một trận nhớ đời. Mà tất cả cũng là do thằng Hồng Xiêm bày trò mà ra. Nghĩ đến lại giận sôi người. Nếu ngày trước mình không thi với nó cái trò đố làm mình tức giận được thì đâu đến nỗi. Hay là nhân lúc đang buồn chán, mình gọi nó đến chơi lại để phục thù. Lần này mình có kinh nghiệm rồi, nhất định sẽ không để thua chí thằng nhãi con đó nữa. Sao ạ? Ông lại muốn chơi trò thách đố làm ông giận với con sao? Đúng vậy, trong vòng một tuần, nếu ngươi không làm ta tức giận được thì sẽ phải mất cho ta 5 đồng và bị đánh 10 roi. Còn không á, ta sẽ trả 10 đồng, chịu không? Thôi, con không thi đâu. Lần này ông chuẩn bị kỹ càng thế rồi, còn thua là cái chắc, dại gì. Làm gì mà thiếu tự tin thế? Người thông minh, nhiều trò lắm cơ mà. Hơn nữa, nếu thắng ta, người sẽ được những 10 đồng đấy, bằng nửa tháng lái đò của cha ngươi rồi. Thôi được rồi, con đồng ý. Chốt rồi nhá. Từ mai ngươi dọn sang nhà ta ở một tuần. Hết một tuần sẽ biết ai thắng ai thua. Dạ được ạ. Ngươi cứ tạm thời ở trong phòng của thằng Nô nhá. Dạ con biết rồi. Hôm nay là ngày bắt đầu đúng không ạ? Đúng thế. Thôi dọn dẹp đi mà ở. Khoan đã ông ơi. Gì thế? Tự dưng con muốn đi săn quá. Con với ông đi săn cho đỡ buồn đi. Đi săn á? Cũng được đấy. Nhưng làm gì có chó săn mà đi. Để con xung phong làm chó cho. Con đánh hơi cũng hơi bị kinh khủng đấy. Chồng cũng ra gì và này nọ đấy. Thế thì đi thôi. Dạ. Thế nào, con chó kia đã đánh hơi được gì chưa? Vẫn chưa. Chắc bọn thú rừng ngửi thấy mùi ông kinh khủng quá nên chạy mất hết rồi. Cái gì mà mùi kinh khủng? Ta chỉ mới có 3 ngày chưa tắm thôi mà. Hèn gì, con cứ ngửi thấy mùi chua chua như phân mèo ấy. À, thấy rồi. Ta cứ đi theo dấu chân này, kiểu gì cũng nhắm trúng con mồi. Vậy thì đi nhanh lên. Con thỏ này mà về nấu rượu mận ấy thì ngon phải biết. Ông nói chỉ có chuẩn ạ. Chó săn hôm nay làm tốt đấy. Về thôi. Dạ. Hồng Xiêm, mau mang con thỏ này đi làm thịt đi. Ấy, con là chó săn mà, sao biết làm thịt thỏ chứ? Người cũng phải. Thế thì để đấy ta làm. Trong lúc ta nấu nướng vất vả mà ngươi lại nằm ườn ra vậy à? Đã thế á, tí ta cho nhịn nhá. Muốn làm chó à? Ta cho làm chó luôn. Ô, phú ông cũng khéo tay đi chứ. Thịt thỏ thơm nức cả mũi rồi. Chuyện ta không làm thì thôi, chứ đã ra tay á là gạo xay ra cám. Mà thịt nấu xong rồi, ngươi mau đi mua rượu đi. Ơ, chó làm sao biết đi mua rượu ạ? À? Ông lại đùa con rồi. Ăn thịt thỏ mà thiếu rượu thì làm sao ngon được. Thôi được, ngươi trong nhà đi, để ta đi mua. Dạ. Rượu ngon đây rồi. Hả? Ngươi đã chén sạch mâm thịt của ta rồi à? Công nhận thịt thỏ ông nấu ngon, cứ gọi là hết nước chấm không ạ? Con ăn một mạch hết luôn. Ăn hết luôn, không chừa một miếng nào cho ta à? Chó treo mèo đậy, ông để lù lù cả một mâm thịt ngon thế kia trước mặt chó thì tránh làm sao được. À mà còn đống xương kia kìa, ông xem còn sót chút thịt nào thì ăn nốt tạm vậy. Trời ơi là rồi. Thế này thì mua rượu về còn ý nghĩa gì chứ? Người ông giận con rồi đúng không? Không, ta có giận gì đâu. Ai giận người chứ? Chót ăn rồi thì thôi chứ sao. Ta uống rượu trừ bữa cũng được. Thế mà con tưởng ông giận con chứ. Suýt nữa thì con được 10 đồng rồi. Ăn được 10 đồng của ông dễ thế sao con? Còn lâu nhá. Ông không mắc lừa đâu. Nhìn cũng biết là ông đang kiềm chế rồi. Không sao, vẫn còn 6 ngày nữa để con chơi với ông mà. Còn nhiều trò hay ở phía trước lắm. Cho thằng Hồng Xiêm một tuần để đố nó chẳng giận được mình. Mới một hôm mà nó đã chẳng một vố đau điếng rồi. Bữa thịt thỏ ngon thế mà không được miếng nào. Để cho nó chén hết. Tức quá mà không làm gì nó được mới cay chứ. Suýt mất tới 10 đồng vào tay nó rồi. Không được, hôm qua nó đòi đóng làm chó để ăn mất thịt thỏ của mình. Hôm nay á, mình phải cho nó biết tay.
Hôm nay ông lại thèm ăn thịt thỏ. Lát đi săn với ông nhá. Ôi dào, thịt thỏ hôm qua còn ăn đến phát ngán rồi, không ăn nữa đâu. Người ăn chứ ông đã được miếng nào vào bụng đâu. Kể cũng phải, ông không được ăn đúng là phí của trời. Miếng thịt nó thơm ngon, béo ngậy, hấp dẫn vô cùng. Thôi đừng nói nữa, chuẩn bị đồ đi săn đi. Ông lại muốn con làm chó săn nữa ạ? Thôi, hôm qua ngươi làm rồi, để hôm nay ta làm cho. Hả? Ông mà cũng biết làm chó á? Ông thử sủa vài tiếng con nghe xem nào. Làm chó dễ ợt, ai mà chẳng làm được. Xem đây. Giống lắm. Nhìn kìa, Phú ông tự nhiên bò xuống đất làm chó kìa. Trông buồn cười quá. Cười gì mà cười? Có tin là ta tăng lãi khoản vay của nhà các ngươi lên gấp đôi không? Đi nhanh, kẻo rước họa vào thân bây giờ. Ngươi còn đứng đó mà cười à? Đi thôi. Dạ. Ông chó săn, ông đã đánh hơi được gì chưa? Chưa thấy dấu chân còn nào cả. Ông thử rúc vào bụi cây này xem sao. Bọn thỏ là hay trốn trong đó lắm. Ai? Sao ngươi đánh ta hả? Chó săn này lười quá, phải rúc sâu vào bụi rậm thì mới đánh hơi được chứ. Cứ mòn men bên ngoài thế này thì làm sao kiếm được mồi? Chỉ là đóng giả vậy thôi mà. Ngươi có cần diễn không hề giả chân thế không? Xin lỗi ông, vì đam mê nên con vẫn diễn nhiệt tình ạ. Nhiệt tình cái con khỉ. Ông giận hả? Không, giận gì mà giận. Ta đi đánh hơi tìm mồi tiếp. Đi đằng này này ông ơi, con thấy dấu chân rồi. Hả? Ngươi thấy dấu chân rồi à? Thế mà ngươi còn bảo ta rúc vào bụi rậm này. Cố tình để đánh ta đúng không? Thì con đang cố tình làm ông giận mà. Ông giận chưa? Chuyện nhỏ như con thỏ, có gì mà giận chứ. Chà, con này có vẻ ngon hơn con hôm qua đây. Con hôm qua ông đã được ăn đâu mà biết. Thì ta nhìn nó là biết chứ sao. Mà thôi, ngươi đi làm thịt nó đi. Sao lại là con? Ta là chó săn mà, chó làm sao biết làm thịt thỏ. Ông nói cũng phải, hôm nay ông làm chó săn mà. Được rồi, để con đi nấu cho. Hôm nay đến lượt ta trả đũa nhà ngươi nhá. Chà, cái thằng Hồng Xiêm này cũng khéo tay đấy chứ. Nấu nướng thơm phức đây này, làm bụng mình cũng cốn hết cả cào. Tới đây, tới đây, rượu mận làm từ thịt thỏ nóng hổi đây. Ngon quá, ăn thôi. Mà ngươi đi mua rượu đi, thịt thỏ phải có rượu chứ. Chẳng phải hôm qua ông đã đi mua rồi sao? Thì mua rồi thì mua tiếp. Nói chung là ngươi đi mua đi. Ta là chó nên không biết đi đâu. Thì con đi mua vậy. Chờ nó đi một cái là mình mang rượu hôm qua mua sẵn ra chén sạch cho bỏ nghe. Ngươi làm cái gì thế? Sao tự nhiên lại chói ta? Giống chó là chuyên ăn vụng nên con phải chói lại cho chắc. Ông vừa tự nhận mình là chó còn gì. Hả? Cái gì? Con thì không biết uống rượu nên chẳng cần đi mua rượu vẫn ăn được. Ngươi được lắm. Chó là thích ăn xương lắm đây. Thử cho chú chó săn giỏi săn mồi nhá. Chỉ là diễn thôi mà. Sao ngươi thật quá vậy? Đã diễn thì phải diễn cho chót chứ ạ. À? No quá đi mất. Hôm qua ăn no rồi, hôm nay ăn tiếp. Tưởng không ngon mà lại ngon không tưởng. No rồi thì đừng cố ăn nữa. Nhưng ngon quá nên con lại ăn hết mất rồi. Ngươi thật quá đáng. Ông có giận con không? Giận? Giận cái gì mà giận? Ta không giận.